Không, đi thử ba anh vẫn đây ra và đẩy tay ra đấy. Hả? Chưa ăn được, chưa có gì chín đâu. Chưa có gì chín đâu. Bí ngô đây. Bibi ơi, bí ngô xinh đẹp đây. Nó cứ nào. Đi tránh đấy, rồi. Để bắt rửa qua đây nhé. Đấy, ngồi đấy. Ờ. Nào. Ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi xuống, ngồi xuống. Bí ngồi xuống. Đây thêm miếng nữa. Cái bí đậu có sườn không bác? Có sườn. Ai, bí ngồi đó đây. Bí, chưa ăn được, chưa chín. Đang đắp bụng đang yếu chân nè. Không ăn. Không, ngồi xuống đấy. Ừ. Hả? Có mất cắt, cứng lắm. À. Cho miếng nhỏ này. Miếng nhỏ đấy nhá. Chị bán không? Từ một miếng thôi, được chưa? Bây giờ sống rồi. Đó, bây giờ sống ăn được. Cho bi nha. Rồi, con đang ăn cho bi đi. Nào, con nhặt vào đây để ba cắt ấy đi. Từ từ thôi.
đậu đang nó sống ở đây. Để con cắt đồ cho con. Rồi sau này con lớn con sẽ làm nhé. Mẹ ăn lên nào rồi đó nhá.
Bị đói đúng không? Bị đói rồi. Không cho biết hai chị đâu. Đây. Món này làm Bi không ăn nhá, một số cao và chip á. Hai con làm lại ăn, lấy bát ra đền cơm đây. Bí này ăn một đĩa tay thôi nhá, ăn một đĩa đầu hủ với một đĩa bí thôi nhá, ăn cái cây nhá. Đó, từ từ hai chỗ bí không nướng nào, em nướng nào, làm nướng đó. Rồi, bí rồi, mọi người thích kế rồi, bí rồi, bí rồi. Còn ăn với tiêu, ăn hơn ba nhá. Rồi, ba lại đi ăn. Cái đậu này là hấp riêng cho Bibi nhé. Con đậu đó là đậu con ăn đậu không đậu sốt này. À, từ từ đi, từ từ tí nữa. Tí nữa để cho nguội đó, nóng lắm đấy. Nó nước lọc, nước lọc thì ăn đi, đi ăn đi. Sao vậy nào? Nước lọc chít nè, chúng ta nè nào, xong ăn, xong ăn nào. Ăn không, ăn không? Đậu ngon này, bà sốt ngon lắm. Đậu của Bí đậu ngon này. Ngon không? Sao? Mình cái này á, làm 3 tiếng. Làm lấy không? Tới giờ đây.
Canh cũng ngon bạn. Canh ngon. Bà nấu món gì chẳng nói. Nào, nấu nó Bin. Đấy đấy. Không, đi chở ba anh mất đây ra rồi đẩy tay ra đấy. Hả? Này. Ngon không? Bibi nóng, nóng đó. Nó nóng. Nó thật đấy. Hả nó? Hả? Con ăn đi. Ăn đi ăn được thôi. À, thôi thôi không ăn nữa, ăn nhiều mà. Úi mình lại đổ ra đây nè. Nó không bốc đâu. Nào, bần nè. Đó đây, ba lấy căn nhé. Nào, cánh, uống nước này. Uống nước đây, ăn thật căn. Đừng nói nào. Ừ? Không nói à? Nào. Ừ. Khiếp không? Đẩy tay ra. Ừ? Thế thôi nhá. Ừ. Nào. Ăn đi thôi. Ăn nhiều không tốt đâu. Ăn nhiều đầy bụng này. Nghe không? Chị ăn xong. Dạ không. Nha. Con bé đi lại cái chân đi. Đi lại cái chân đi. Nha.